Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một cái phương pháp mà giúp anh em có thể kiếm lãi được trong cái con app 68 game bài này nhá anh em nhá. Thì mình làm review game ấy thì mình cũng chỉ mong là những cái review của mình ấy nó giúp ích cho anh em thôi. Thì có rất là nhiều anh em chúng ta đang áp dụng những cái phương pháp mới ở trong cái tựa game tài xỉu này và những phương pháp cũ. Nhưng mà anh em chúng ta phải biết một điều rằng khi mà những phương pháp đó mà nhiều người chia sẻ trên mạng rồi mà chỉ cần vô tình mà admin người ta vào được, người ta xem được cái clip đấy thì người ta sẽ bắt bài anh em và chúng người ta sẽ có nghĩa là làm thế nào người ta sẽ thay đổi các thứ để chúng ta theo phương pháp cũ đấy và chúng ta sẽ cuốn vào game. Đó là những cái lý do mà chủ giúp chúng ta là xa bờ và giúp chúng ta là đi xa mọi người mãi mãi anh em ạ. Tại vì bạn bè tôi thì cũng có rất là nhiều anh em chúng ta chơi game này và nợ nần rất là nhiều. Bản thân tôi thì ngày trước thì cũng vậy thôi. Bản thân tôi thì ngày trước cũng vậy thôi anh em ạ. Thì cũng không biết gì cả. Cứ vào chơi thôi, có bao nhiêu thì đôi khi nạp 1 2M vào là all in tất. Nhưng mà cũng nhờ cái clip của cái anh hack game ấy, anh chia sẻ cái thuật toán năm cầu đấy và trong cái thời điểm mà anh ấy chia sẻ thì tôi cũng có vào và tôi xem được. Thì cũng rất là vui là cái giai đoạn đấy tôi ăn được. Và từ đó là tôi mới 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 làm kênh và tôi chơi, tôi cũng rút chơi và tôi rút ra kinh nghiệm. Anh em nào muốn xem cái thuật toán năm cầu đấy chúng ta có thể vào kênh anh Hack Game 2020 để chúng ta có thể xem. Thì hiện tại có rất là nhiều kênh giả mạo anh ấy thì chúng ta phải hãy chọn những cái kênh nào mà uy tín, có độ chính xác cao về hình ảnh với lại chất lượng chúng ta xem nhá anh em nhá. Thì ok, thì để mà nói đến cái nội dung clip ngày hôm nay ấy thì mình cũng phải nói trước nói sau anh em ạ. Có A thì nó mới có B anh em ạ. Thì bản thân đấy, chúng ta chơi khi chúng ta chơi những cái app online này ấy, anh em thường tìm đến trò chơi tài xỉu đúng không? Trò chơi tài xỉu ví dụ như con 68 game bài này nó cũng có cái tài xỉu này và và cái tài xỉu mini này thì có rất là nhiều anh em chúng ta chơi này. Thì mình cũng thì tôi cũng giới thiệu cho tất cả mọi người những cái phương pháp mà tôi chia sẻ ở thời điểm hiện tại, có nghĩa là gần đây đấy thì nó vẫn có thể ăn được ở trong cái 68 game bài này, cũng như là hôm qua gần đây tôi cũng chia sẻ cho anh em tôi chốt lại cái hai cái phương thức mà chúng ta kiếm lãi bằng công thức ở trong cái con 68 game bài này thì ở thời điểm hiện tại nó rất là hiệu quả. Anh em chơi tài xỉu chúng ta có thể kéo xuống chúng ta xem nhé. Thì hôm nay mình chơi con 68 game bài thì anh em nào muốn chơi 68 game bài chúng ta có thể kéo link dưới phần mô tả chúng ta tải game thì ủng hộ, cũng ủng hộ tôi. Có nghĩa là cái link đấy là cái link mà khi mà anh em chơi ấy, thì cái tiền cân cửa nhỏ nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ vừa chia cho bên nhà cái và cũng là vừa chia cho tôi để tôi mới có động lực tôi làm thêm nhiều video. Thì cũng rất là may mắn là mấy hôm nay anh em chơi thì cũng thắng. Hoa hồng thì làm một tuần thì cũng lên được 2 3 M rồi thì mới có động lực làm clip chia sẻ cho anh em ngày hôm nay thôi. Chứ không là cũng chán vãi cả đái luôn anh em ạ. Thì hôm nay tôi sẽ không chơi tài xỉu nữa và thay vào đó tôi sẽ chơi phi cầm tẩu thú. Thì phi cầm tẩu thú này cũng là một cái trò chơi yêu thích của tôi. Khi mà nó không chỉ có mỗi tài với xỉu. Nói này anh em ạ, trò chơi tài xỉu ấy khi anh em mà chúng ta chơi xanh chín với nhau ở bên ngoài ấy, đúng không? Anh em chơi xanh chín ở bên ngoài ấy, thì nó sẽ không có cái kiểu mà bảng soi cầu, đoán cầu để chúng ta có thể biết trước được, dự đoán trước được kết quả đâu. Tại sao cái game online này nó lại ra những clip đấy để mà chia sẻ cho anh em những cái clip như vậy? Thì đơn giản thôi, game nó sinh ra là để bịp anh em mà. Anh em cứ chơi thắng đi, rồi sẽ có một ngày anh em chúng ta thua, đúng không? Nhưng mà theo đấy là cách nghĩ của người chơi thôi, người chơi bình thường thôi. Còn như tôi ấy, thì tôi luôn luôn có một cái suy nghĩ là vốn của tôi bằng này và tôi chỉ cần kiếm bằng này trong ngày hôm nay thôi anh em ạ. Tôi chỉ cần kiếm bằng này trong ngày hôm nay thôi. Nên là không bao giờ tôi được bỏ rơi bản thân mình. Tại vì nếu mà tôi làm như vậy thì nói thật là tôi sẽ xa gia đình cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Thì ok. Thì cái phương pháp hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em ở trong cái con phi cầm tẩu thú này thì nó là cũng là phương pháp đơn giản thôi, đơn giản dễ chơi thôi. Nó cũng là cái phương pháp gấp thép và chúng ta sẽ chọn những cái đường lối nhỏ chúng ta đi. Tại vì anh em phải hiểu là đây, đây những cái ông chơi đây này, những cái ông chơi đây này,
tỷ lệ cao là nhà cái đang soi đấy, em hiểu không? Khi mà anh em chơi được quá nhiều thì sẽ rất là khó ra. Có rất là nhiều anh em chơi qua link của tôi xem những cái clip rất là buồn cười, là chơi tôi thấy được lãi rất là nhiều nhưng mà về sau lại thua đấy, mấy chục mờ, thì cũng rất là đáng buồn. Với anh em là những câu chuyện như thế rất là đáng buồn bởi vì anh em ham quá. Thì cái phương pháp của tôi ấy chia sẻ, chúng ta chỉ nên kết non thôi, ở một thời điểm nào đấy nó cũng sẽ thay đổi và chúng ta phải bắt nhịp theo nó, chứ chúng ta không thể chơi theo kiểu đấy mãi được anh em ạ. Tại vì vô tình cái clip này tôi lên mà cái anh admin hay là AD người ta thấy được thôi là xác định luôn, nên là chúng ta phải biết tận dụng cơ hội anh em nhé. Chim đúng chưa, đây chim nó đang về thấp hơn này. Thì phương pháp này tôi chơi thì sẽ là này anh em nhé, thì tôi sẽ đây tôi sẽ để ý 20 ván thắng thua gần nhất và bên nào cái tỷ lệ đang về thấp hơn ấy, thì tôi sẽ đặt và đặt theo phương pháp gấp thép. Ví dụ ở đây tôi đang đang là 25m đúng không, cái tay con tay nhỏ nhất của tôi sẽ là 1m thì tôi sẽ đặt thú à, đặt phi cầm 1m và tôi cũng chỉ mong là nó đừng có về anh em ạ, nó đừng có về. Anh em biết tại sao không? Giúp cũng giúp là nó sẽ không, à đây nó về rồi, buồn quá anh em ạ, nó về rồi buồn quá. Thì tôi chỉ mong, tôi đặt tiền nó đấy nhưng mà tôi chỉ mong nó không về, là anh biết tại sao? Tại vì khi mà chúng ta thua ấy thì chúng ta sẽ có cơ hội thắng nếu mà theo phương pháp này của tôi. Tại vì ví dụ có rất là nhiều anh em vào nha, anh em thấy cái tỷ lệ con này nó đang về, anh em sẽ đặt con này thì dễ quá. Đây con này nó đang về thấp này, tôi sẽ vẫn đặt nó 1m. Ôi, định cược thì lại không 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 kịp anh em ạ. Rồi, ok, may quá, không mất. May quá anh em ạ, không mất. 4654. Tôi vẫn chọn phi cầm thôi. Vẫn chọn phi cầm thôi. Và có thể tôi đặt gấp thép lên. Gấp thép ở đây tại vì tôi đặt gấp thép 2m lên, tại vì vốn của tôi nó cũng khá là to nên là tôi sẽ đặt như vậy để gọi là giảm cái thời gian chơi. 25m tôi chỉ mong muốn, tôi chỉ tính là hôm nay tôi chỉ cần lãi được 2m thôi là đẹp lắm rồi anh em ạ, là đẹp lắm rồi. Ok, cảm ơn. Nhà anh em nhớ vốn tôi 25m nha, anh em nhớ nha. Đây tỷ lệ càng thấp thì tôi lại càng thích đặt to. Anh em phải khi mà anh em chúng ta chơi này ấy, anh em vốn nhỏ ấy thì chúng ta phải kiểm soát được nhá, tại vì vốn nhỏ mà anh em đặt to rất là dễ chết. Dù vốn 20m chúng ta có thể đặt vài m được nhưng mà vốn anh em mà có vài m thì chúng ta sẽ đặt nhỏ thôi. Rồi, cảm ơn. 5m rồi anh em ạ, 5m rồi. Bây giờ tài khoản còn 19m nhá. Anh em mất 5m rồi anh em nhá. 5m thì kệ 5m, 1 2 3. 5m thì kệ 5m nhá. Quả này đặt to hơn này. Quả này đặt to hơn này anh em. Thôi, hết vòng cược rồi anh em ạ, không đặt được nữa tại vì nó chưa đều mà. Đó. Nếu mà tôi chỉ mong là tôi vẫn chỉ mong là tay này nó đừng về để tay sau tôi vẫn kết con đấy, tôi đánh lên tiếp, tôi đánh nốt 10m đi chẳng hạn, thế anh em ạ. Ơ, mạng yếu anh em hay nhà cái bịp mất rồi, nhà cái bịp tôi rồi nhỉ. Tức điên thế nhỉ. Hả anh em, tức điên đấy. Ôi anh em đợi đợi tôi chút xem nào. Mẹ tay này em mà tay bịp thì như kiểu là mẹ có thằng nào nó đang soi mình ấy, anh em ạ. Như kiểu là thằng nào nó đang... À đây. Anh em thấy chưa? 25m đây, 27m đây anh em. Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà. Phương pháp này thì nó là phương pháp anh em ạ. Đây thì hiện tại là về thú luôn con này. 1 2 xem là tỷ lệ nào. Nếu mà được tay này tôi vẫn đặt phi cầm anh em nhé. Nó vẫn về thấp mà. Mình nuôi mà anh em, mình nuôi mà. Đấy, anh em thấy chưa? Mày thích đéo nào nó bị lag vào không kịp anh em ạ. Thôi. Điểm rồi anh em ạ. Điểm rồi. Không chơi nữa, điểm rồi, lại 2m thôi.
Lái 2M xong là anh em chúng ta nghỉ thôi, chúng ta 2M xong chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta ăn uống nhậu nhẹt các thứ. Chúng ta chơi càng sâu ấy, vớ vẩn là tí chúng ta đang tranh thủ giờ chúng ta ăn được chúng ta ăn, mà chơi mãi thì không tốt anh em ạ. Chơi mãi thì thành ra đến lúc nhà cái nó soi chúng ta thì nạp bét nó không còn gì cả. Nhà anh em nhá, thì đây là một cái clip mà tôi muốn chia sẻ cho anh em cái phương pháp mà chúng ta nuôi và chúng ta chiến thắng trong cái tựa game phi cầm tổ thú này. Thì cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của tôi. Thì tôi gặp điểm rồi, tôi thôi, tôi chả chơi nữa. Gặp điểm rồi anh em ạ. Thì clip này tôi sẽ dừng tại đây. Thì hẹn anh em trong những clip tiếp theo. Anh em chúng ta muốn tải con sở thao game bài này, chúng ta thể kéo xuống phần mô tả chúng ta tải game nhá. Ủng hộ tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.